Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các bác. Thì sau 2 ngày khai thác mật vải thiều ở cái vòng quay đầu tiên ấy, nay em lại tiếp tục xuống cái trại ong của mình kiểm tra xem những cái đàn ong nó đã ổn định chưa. Thì khai thác mật ở cái vòng quay đầu tiên là tránh cái hiện tượng chia đàn tự nhiên xảy ra, và cái thứ hai nữa là kích thích cái đàn ong của mình nó đi khai thác mật tốt hơn. Thì các bác có thể thấy trực tiếp ở trên video đấy, cái số lượng quân đi làm rất là đông. Đây các bác này, quay cận cảnh cho các bác cùng xem. Đấy, hiện tại cái đàn ong này đang là cái thế 4 cầu các bác nhé. Đấy thì các bác có thể thấy là khu vực nguồn ở em thì rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều video em quay cho các bác rồi. Đấy, khu vực ở trước mặt đây. Đấy, trước là những cái bãi ngô, còn sau là những cái bãi vải thiều này. Đấy, vải thiều chua và vải thiều ngọt rất là nhiều. Đã lở rất là rộ rồi. Đấy thì sau 2 ngày khai thác mật vải thiều thì bây giờ sẽ quay trực tiếp xem là cái đàn ong nó đổ cái lượng mật về như thế nào nha các bác nhé. Hiện tại thì thời tiết cực kỳ là đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ mở cái đàn ong này ra kiểm tra các bác nhé. Thì đối với cái đàn ong khai thác mật đấy, bây giờ thì hiện tại thì các bác nên để là ít nhất là thế từ 3 cầu trở lên. Đấy, đến 4 hoặc là 5 cầu. Đấy, tùy vào cái con ong chúa nó quản quân như thế nào. Thì các bác có thể thấy đây là cái đàn ong 4 cầu. Đấy, số lượng quân thì nó vẫn đang tràn hết cả lên trên nắp đây, rất là đông. Thì bây giờ em sẽ mở ra cho các bác cùng xem. Thì đối với cái cầu đầu tiên thì sau 2 ngày đây các bác này. Đấy, cầu đầu tiên, cầu ngoài thì thường thường bao giờ nó cũng ít mật hơn. Đây là cầu ngoài. Mật thì bắt đầu đang về các bạn. Đấy, 2 ngày thì nó cũng đổ được khá là nhiều rồi. Đấy, các bác có thể thấy trực tiếp ở trên máy quay ấy. Thì cái ong khai thác mật thì nó phải đáp ứng được đủ những cái yếu tố, ví dụ như là tướng trẻ, quân đông này. Đấy, và đúng cái thời điểm lứa quân nó đi làm rộ. Đấy thì cái sản lượng nó mang mật về nó mới nhiều. Em sẽ đứng sang bên đây làm thì thao tác nó sẽ dễ hơn. Bây giờ em sẽ bỏ cái cầu bên trong ra. Cái cầu bên trong thì khả năng là cái sản lượng mật nó sẽ tốt hơn ở những cái cầu ngoài. Đấy, thường thường thì những cái cầu này khi khai thác mật xong các bác. Đấy, thì nếu mà nguồn tốt thì phải tầm khoảng từ 6 đến 7 ngày bắt đầu mới khai thác mật được cái vòng 2. Đấy là khi để mật nó chín rồi thì mình mới khai thác mật vòng 2. Nói chung là cầu trong cùng là đa số là tương đối hết rồi các bạn. Bởi vì cũng là 2 ngày rồi. Đấy, mật thì hiện tại đang là giữa vụ. Đấy, mật đổ khá là nhiều rồi các bạn. Đấy, hiện tại thì rất là nhiều ong đực. Đấy, vừa rồi em khai thác mật thì em cắt bỏ đi rất là nhiều ong đực rồi các bạn. Để ong đực thì nó cũng không làm được cái gì cả. Đấy, khi mà chúa của mình nó đã đi ra phối về nó đẻ rồi thì con ong đực này thì nó cũng vô tác dụng. Đấy, để nhiều thì nó cái thứ nhất nó ăn rất là tốn. Cái thứ hai nữa là nó không giúp ích được gì cho đàn ong của mình ý. Đấy, khi các bác khai thác mật thì đối với các bác mới nuôi lưu ý nhá. Đấy, những cái đàn nào mà có ong đực ấy thì các bác nên cắt hết bỏ hết đi ở cái vụ mùa này. Đấy, ong khi khai thác mật xong nó cũng khá là dữ đấy. Đối với các bác nào mà mới nuôi ấy, thì các bác nên kiếm cho mình những cái đồ bảo hộ, ví dụ như là bình xịt khói này. Cái thứ hai nữa là cái mũ bảo hộ tránh ong mật đốt, ví dụ như cái mũ em đang đội đây. Đấy, có cái hàng này thì làm rất là yên tâm. Đấy, sợ đốt lửa thì các bác có thể là sử dụng trực tiếp găng tay như em như thế này thì nó cũng không thể nào đốt được. Đấy, khi các bác khai thác mật và các bác thăm nuôi ong thì nó cũng rất là dễ thôi. Đàn này khá là dữ. Hiện tại thời tiết ở Bắc Giang thì khá là đẹp các bạn. Bây giờ là đang là đầu giờ chiều, bắt đầu có nắng rồi. Một ngày thì thời tiết nó thay đổi cũng chút chút ít thôi. Đấy, ví dụ sáng sớm nay thì nó mưa một ít. Xong đầu trưa bắt đầu tầm 9-10 giờ bắt đầu nó hửng rồi. Đấy, thời tiết rất là đẹp để tạo cái điều kiện cho con ong nó đi khai thác mật các bạn. Là dữ. Đấy, bây giờ đậy vào là xong rồi các bạn. Ong nói chung như thế này là đã là ổn định lắm rồi. Rất là ổn định rồi các bác.
Đấy, bác nào xem được cái video này mà cùng là đồng nghiệp nuôi ong ấy, thì các bác có thể là đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục anh em trao đổi những cái kinh nghiệm nuôi ong. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.